Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Attrage phiên bản 1.2 MT quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân và lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn, màu xám quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 280 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Attrage 2022 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của Ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Attrage 2022 này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nhìn về phần bao đời xốp sau của chiếc xe các bạn thấy đấy ạ, toàn bộ từ những cái cụm đèn hậu này cũng đều rất là mới này. Đấy, cụm đèn hậu đều rất mới luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android rồi, camera lùi rồi, đầy đủ hết luôn các bạn nhé, không còn thiếu cái gì cả. Và nước sơn ở cái phần sườn các bạn thấy đấy ạ, nền rất đẹp, rất căng luôn. Dàn lốp thì còn rất là dày nhé. Phiên bản này thì xe cũng đã được trang bị là la răng đúc mặt phay. Đấy, Attrage thì đều được trang bị là la răng đúc mặt phay rồi các bạn nhé. Kể cả phiên bản số tự động hay là phiên bản số sàn đều được trang bị là la răng đúc rồi, mặt phay đều rất đẹp luôn. Đấy. Và nhìn ở cái phần ba đời xốp trước các bạn thấy đấy ạ, toàn bộ từ cụm đèn pha rất là mới này, cụm đèn pha rất là mới luôn, chưa có bị xước sát hay chưa có bị đâm đụng gì cả các bạn nhé. Dưới cũng đã được trang bị là đèn gầm, đèn gầm ở đây là đèn bi rồi các bạn nhé, đèn gầm là đèn bi rồi này, rất đẹp luôn này. Nước sơn ở cái phần sườn bên phụ các bạn thấy đấy ạ, đều rất là đẹp luôn này. Xi nhan tích hợp ở trên tai. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu dành cho chiếc xe này rất là hấp dẫn các bạn nhé. Mấy năm gần đây thì những chiếc xe Mitsubishi Attrage đang bán rất chạy, bán rất tốt cũng chỉ vì đây này các bạn này. Mức tiêu thụ nhiên liệu có thể nói là một chiếc xe này với dung tích động cơ là 1.2 lít, ăn xăng rất là khiêm tốn này, chỉ 5,09 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị chỉ 6,22 lít thôi, còn ngoài đô thị 4,42 lít, tức là nếu chạy ngoài đô thị chỉ ngang với một chiếc xe máy SH thôi các bạn nhé, có hơn 4 lít thôi. Toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong cũng như là về phần keo chỉ này, cánh cửa phía trước bên lái đây các bạn này, thì keo chỉ là nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm nhé. Táp bi cánh cửa này thì rất là đẹp luôn này, táp bi rất mới này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn này. Đấy, cần cũng chưa có bọc cần 3D đâu. Đấy, có cần nỉ nguyên zin này. Ghế da này, xe cũng đã được bọc ghế da rồi các bạn nhé. Đấy, toàn bộ bọc ghế da này, trải sàn da này, vô lăng này, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn xem đây ạ, rất là đẹp luôn này, toàn bộ từ vô lăng, tần số này, còn đều rất là zin. Đồng hồ công tơ mét là hơn 5 vạn km các bạn này, 5 vạn 2 km mà nhá. Chúng tôi là vừa nãy tôi đã báo là 6 vạn 2 rồi, tôi nhìn nhầm. Thực tế là chiếc xe này lăn bánh được hơn 5 vạn km bạn nhá. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau, cửa phía sau bên lái này, keo chỉ là nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, táp ghi rất đẹp đây. Đấy, nội thất bên trong quý vị bạn xem nè, nội thất phía sau này đều rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất đẹp, đời cao mà giá thì lại rất là rẻ các bạn ạ. Và bây giờ tôi sẽ mở cái cốp sau. Cốp sau thì chiếc xe này thì phải mở đằng trên. Bây giờ thì tôi sẽ lên mở cái cốp sau cho các bạn xem nhé. Mở cốp sau đây. Ốc cốp sau là nguyên zin này, keo chỉ cốp sau cũng nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ là nguyên zin này, chưa có mất một phân keo chỉ đâu, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, cái cốp sau nhìn rất là dễ này, nó không có tấm chắn nỉ đâu, không có bản số sàn là nó không có cái nỉ để chắn cốp, cho nên là nếu như bị đâm đụng hay là va chạm chúng ta nhìn rất là rõ nhá. Đấy, và chủ xe là rất là cẩn thận các bạn này. Chiếc xe này thì chủ xe dùng áo ghế lót này, bọc vô lăng này, tủ táp lô này. Đấy, chúng tôi tháo ra để tôi quay, tôi để hết ở trong cốp này nhá. Bên dưới này cũng đã được lót tấm nhựa này, nỉ nguyên zin này. Đấy, và lốp sơ cua cũng còn rất là mới các bạn nhé. Ở những chiếc xe Attrage thì sản xuất tại Thái Lan, phiên bản nhập khẩu, cho nên là sơ cua là lốp nhỏ các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua nó nhỏ hơn các bạn ạ. Và đằng sau cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, tất cả đều rất là mới. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa là nguyên zin này, táp bi cánh cửa đây nguyên zin luôn các bạn nhé. Nội thất rất là đẹp này. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên phụ đây, keo chỉ là nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, táp bi cánh cửa này, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Màn hình Android còn chưa bóc ni lông này. Đấy, lắp cái màn hình này là chủ xe còn chưa bóc ni lông ra này. OLED, màn hình OLED luôn bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Nội thất rất sạch sẽ luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ nhá. Động cơ thì bây giờ tôi sẽ mở cái cabo ra cho các bạn xem. Mở nắp cabo ra cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Attrage này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp này. Toàn bộ từ những ốc chân máy này. Đấy, đây là ốc chân máy nhá. Ốc chân máy là còn nguyên zin này. Ốc chân máy là còn nguyên zin chưa tháo này. Ốc mặt máy này, keo này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin luôn này. Không những còn nguyên zin và còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, động cơ rất là đẹp này. Đấy, ốc còn nguyên zin luôn này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin luôn này. Ốc cabo nguyên zin, keo chỉ nguyên zin hết luôn bạn nhé. Đấy, ở cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ máy móc tất cả là còn nguyên zin và còn rất đẹp đây các bạn này. Đấy, mới luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Attrage 2022 phiên bản số sàn, lăn bánh được hơn 5 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 280 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Attrage 2022 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh Ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.